Rồi, xin chào các bạn quay trở lại. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành cài đặt không tạo cái tài khoản nhạc một mình tên là Music một nhạc một giờ, vì là các bạn vì mình muốn tải những cái nhạc loại nhạc một giờ lên trên YouTube. YouTube thì có một số người nghe những cái nhạc mình chỉ có tải những cái nhạc một giờ một tiếng lên, chỉ dành cho những cái nhạc mình hay, rất là hay, mình thích nghe này, hay là những cái nhạc một tiếng chưa được sử dụng xin ra mình tải, còn nhạc một tiếng đã sử dụng mình sẽ không tải lên nữa. Đấy thì đấy mình sẽ việc mình sẽ làm, nó là tiến hành tạo cái tài khoản mới, tạo tài khoản clip on how để tải lên đó. Bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu thôi, bắt đầu tạo tài khoản như vậy. Đây là ngoại trời rồi, đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ tạo rồi. Bây giờ mình sẽ tạo tài khoản mình nha, cũng duy nhất một thôi các bạn. Bản thân tôi các bạn. Đấy, rồi ta sẽ tìm như vậy. Cái này sử dụng được các bạn, được. Các bạn thử mình đăng nhập tính nào mình không nhận như vậy, mình thêm một tài khoản khác. Đây, khả năng nhạc, khả năng cái này được này, nó không chỉ thấy tài khoản Google đây nhé, nhạc music một how âm nhạc music một ok đó. Bây giờ mật khẩu mình đọc đi, tiếp theo các bạn. Rồi bây giờ số điện thoại mình sẽ không bắt buộc các bạn, rồi chính là tháng năm này. Ngày tháng năm sẽ đặt ngẫu nhiên các bạn, đặt random nhé, không biết đặt random năm như vậy. Điện số điện thoại và địa chỉ email thì mình sẽ không sử dụng, mình không cần đến hai đấy rồi. Tôi đồng ý.
Đó, vì không cảm ơn đã tạo xong bây giờ và YouTube tạo kênh thôi và mình sẽ sau đó mình sẽ kết thúc video ở đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành là đổi tên tài khoản, mình sẽ đăng nhập, mình đổi tiếng tiếng, mình đổi ngôn ngữ, gọi trời cho mình đổi, mình đi đổi ngôn ngữ thì thôi. Bây giờ tiến hành không đúng này tải như chưa được rồi giờ tạo kênh là mình xong rồi nhé. Tạo kênh như vậy tên luôn. Đó, bây giờ mình vào đây lấy ảnh đại diện nha. Bao nhiêu người xem cái này. Đây là cái nhạc 1 giờ. Mình sẽ tải tất cả những nhạc 1 giờ lên liên tục. Tải lên thì ta sẽ lấy nhạc. Đó. Xong. Ok, cảm ơn các bạn xem video này.